Nấm linh chi tên khoa học là Ganoderma lucidum thuộc họ nấm Lim, Ganoderma, tae. nấm linh chi còn có những tên khác như tiên thảo, nấm trường thọ, vạn niên nhung, nấm linh chi giúp hỗ trợ điều hòa huyết áp, điều chỉnh rối loạn mỡ máu, ngăn ngừa huyết khối hình thành. Các nhà khoa học tìm thấy trong nấm linh chi đỏ chứa hoạt chất hỗ trợ điều hòa huyết áp, tăng độ bền cho thành mạch máu. Bên cạnh đó, loại nấm còn có tác dụng điều chỉnh rối loạn mỡ máu, góp phần ngăn ngừa huyết khối hình thành, cải thiện chức năng nội mạc bảo vệ tế bào gan, thúc đẩy quá trình thải độc, giảm men gan, là đơn vị tiên phong ở Việt Nam đã làm chủ công nghệ lên men xốp thu tách hệ sợi thể nấm ở giai đoạn cho các hoạt chất sinh học cao nhất. Ông Lê Hải Nam Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Công nghệ như nấm linh chi đỏ, đông trùng hạ thảo, hầu thù, vân chi, đều là nấm được tách chiết ở dạng hệ sợi. Công nghệ tách chiết sợi thể nấm này đã tạo ra các dòng nấm có những ưu điểm vượt trội. Đó là ở giai đoạn sợi thể vách và màng tế bào chưa bị cellulose hóa như giai đoạn quả thể nên các chất trong tế bào dễ dàng được giải phóng giúp cơ thể hấp thụ nhanh và hiệu quả hơn. Khi dùng công nghệ sinh học hiện đại ngay ở giai đoạn hệ sợi đã hạn chế được các nguyên tố kim loại nặng như đồng. Chỉ, cadimi, các độc tố do các nấm lại nhiễm vào nấm mà vẫn bảo đảm có đủ các nguyên tố vi lượng hữu ích khác. Vào giai đoạn sợi thể hay hệ sợi, các thành phần dinh dưỡng, các hoạt chất có hoạt tính sinh dược học của nấm như polysaccharide. Các axit amin, nguyên tố vi lượng đa dạng nhất và chiếm hàm lượng cao nhất, nấm linh chi đem lại kết quả tốt trong điều trị viêm phế quản dị ứng 80% các trường hợp. Điều trị hen phế quản kết quả là 85%, viêm phổi mãn tính là 60, 90%, bệnh suy nhược thần kinh, mất ngủ hiệu quả đạt 77. 8%, đau ngực 84,4%, chống dị ứng 4 tuyếp, Willard 1990. Hiện nay, công ty công nghệ và dược phẩm Bioke cung cấp nguyên liệu linh chi đỏ cho các công ty dược phẩm và cung cấp ra thị trường sản phẩm nấm linh chi đỏ hệ sợi nguyên chất lọ 60 g Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về sản phẩm nấm linh chi đỏ, cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như Nấm linh chi đỏ giá bao nhiêu, nấm linh chi đỏ BIOCAI mua ở đâu, xem hết video này để rõ hơn nhé, đừng quên bấm like. Share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích, nấm linh chi đỏ giá bao nhiêu tiền, thời điểm mới tung ra thị trường nấm linh chi đỏ có giá lên tới 700. Không 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 đồng, nhưng bạn đừng lo lắng, trong tháng này đang có ưu đãi giảm giá chỉ còn 520.000 đồng, so với hiệu quả mà nó mang lại thì với giá này không hề đắt một chút nào mọi thông tin thêm về sản phẩm các bạn nên xem trực tiếp tại website chính thức để biết thêm chi tiết mỗi sản phẩm đều có mã vạch để chống hàng giả hàng nhái khi khách hàng sử dụng và trách mã vạch sẽ hiển thị ra hình ảnh của sản phẩm một điểm cộng nữa cho website này là các nhân viên tư vấn rất giàu chuyên môn dễ thương quan tâm đến người mua hàng sau khi đặt hàng xong bạn sẽ được giao hàng tận nơi và thanh toán khi đã nhận hàng việc có thể mua hàng trực tuyến sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian công sức nấm linh chi đỏ mua ở đâu bạn nên đặt mua sản phẩm nấm linh chi đỏ trực tiếp từ website nhà sản xuất đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng các bước mua sản phẩm như sau click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm nấm linh chi đỏ sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm nấm linh chi đỏ chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của nấm linh chi đỏ để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết Lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, hãy ủng hộ tác giả bằng cách like. Share, comment và subscribe kênh để cập nhật những video mới nhất.